Theo lời khai ban đầu của nghi phạm nổ súng bắn chết hai người, Cao Trọng Phú có biểu hiện trầm cảm, hoang tường, luôn lo sợ có người sẽ thủ tiêu mình. Ngày 2 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã có báo cáo về vụ nổ súng bắn chết hai người tại thành phố Vinh, Nghệ An. Theo đó, vào lúc hơn 8 giờ ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo xảy ra vụ nổ súng tại cổng nhà Cao Trọng Phú, sinh năm 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh có hai người bị thương. Đối tượng nổ súng đã cố thủ bên trong nhà. Hai người bị trúng đạn ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Ngọc A. Sinh năm 1956, chú quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh và Ngô Quang Hát. Sinh năm 1979, chú thành phố Vinh, Nghệ An. Nhận được thông tin về vụ nổ súng, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo bố trí lực lượng vây bắt nghi phạm. Xác định đối tượng gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng, các lực lượng đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng bằng nhiều cách. Đến gần 14 giờ cùng ngày 30 tháng 4, nghi phạm Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, được lực lượng chức năng dẫn giải ra ngoài. Theo cơ quan công an, Cao Trọng Phú khai nhận bản thân làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1983 và buôn bán ở Tây Ninh sang Campuchia. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, tình hình dịch bệnh phức tạp nên Phú về quê lấy vợ. Từ khi từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, luôn lo sợ các đối tượng từ phía Nam trở về sẽ thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, gọi người đến bắt người trong xe, nhưng không có người. Sáng ngày 30 tháng 4, khi một nhóm người đến nhà Phú để giải quyết việc làm ăn. Tại đây, hai bên xây ra mâu thuẫn, nghĩ các đối tượng sẽ hại mình. Phú đã rút súng bắn Đặng Ngọc A và Ngô Quang Hát tử vong. Liên quan đến vụ án nghiêm trọng trên, chiều ngày 1 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, giám đốc công an Nghệ An thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh giải quyết vụ án. Công an tỉnh Nghệ An lý giải nguyên nhân nghi phạm bắn chết hai người không bị còng tay khi bị khống chế, bắt giữ. Kinh nghiệm dày dặn trong các trận đánh lớn kể cả hình sự đến ma túy cho thấy, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nếu tâm lý hoảng loạn, Lo sợ thì có thể sẽ tự sát thậm chí bắt con tin, gây án cho người thân hoặc người khác. Sử dụng các biện pháp mạnh ngay có thể sẽ không đạt được mục tiêu, hung thủ tự sát vụ án không thể làm rõ được, vì vậy, đúng giải pháp tâm lý để khuyên nhủ người ta bình tĩnh lại là cần thiết, chứ không dùng biện pháp bắt ngay hoặc tiêu diệt, đại diện công an tỉnh Nghệ An nói về lý do không còng tay cao trọng Phú, sinh năm 1962. Phú là kẻ nổ súng bắt chết hai người rồi cố thủ trong nhà. Sau khi lực lượng công an dùng phương án cùng người thân khuyên nhủ, Bắc Loa kêu gọi, nghi phạm đã biết sai, bỏ vũ khí đầu hàng và ra trình diện. Khi hung thủ biết sai, khóc cùng gia đình mà mình còng tay họ thì cũng không nên, bởi đã có an ninh vòng trong, vòng ngoài đảm bảo. Thực ra còng số 8 là để nghi phạm không trốn được, hoặc không gây thêm tội phạm gì đó. Tuy nhiên, điều này chúng tôi đều hóa giải được rồi. Nếu đối tượng chống đối, chúng tôi chắc chắn sẽ còng tay bản thân hung thủ đã nhiều tuổi, trên 60 tuổi rồi, chứ không phải thanh niên hay băng nhóm tội phạm hình sự cộng cán, đại diện công an tỉnh Nghệ An nói thêm. Sau hơn 6 giờ cố thủ, nghi phạm bán chết hai người đàn ông ở Nghệ An đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lúc 14 giờ chiều ngày 30 tháng 4, công an đã bắt được nghi phạm Cao Trọng Phú và dẫn giải ra khỏi hiện trường. Công an rút lực lượng, đồng thời phối hợp viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cao Trọng Phú là nghi phạm trong vụ nổ súng làm hai người đàn ông thiệt mạng sáng cùng ngày. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 người dân khu vực xóm 7, xã Mỹ Kim, thành phố Vinh, Nghệ An nghe nhiều tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có hai người chạy thục mạng từ ngõ nhà nghi phạm Cao Trọng Phú ra đường. Người dân điện báo cho công an, đồng thời chạy đến hiện trường thì phát hiện hai người đã bị bắn chết, nằm gục trước cổng nhà nghi phạm, hai người khác bỏ chạy kịp thời, nhận được tin báo. Công an Nghệ An huy động hàng chục chiến sĩ cùng xe đặc trùng, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc khá bể thế, nằm nằm trên một khu đất rộng hơn 1.000 mét, tường cao khoảng ba mét, có dây thép gai bên trên. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nghi phạm không có nhà. Đại tá Phạm Thế Tùng, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vây bắt. Sáng ngày 30 tháng 4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với công an thành phố Vinh điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến hai người chết sau vụ nổ súng. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 4, người dân sinh sống tại khu vực xóm 7, xã Mỹ Kim, thành phố Vinh nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có hai người chạy thục mạng từ nhà nghi phạm Cao Trọng Phú ra đường. Khi người dân tiến đến gần khu vực cổng nhà nghi phạm Cao Trọng Phú, thì phát hiện có hai người chết nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi gây án, nghi phạm vẫn cố thủ trong nhà nên lực lượng chức năng đang kêu gọi hung thủ ra đầu thú, đồng thời lên phương án chấn áp. Đến 10 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tiếp cận cổng nhà nghi phạm.